Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi Lep và đây các từ là Batman 4, Batman 5, Batman 6, In the Mind Club, S-Team, VSS, các từ Batman 7, Batman 8, VF, Bobby, Playtime, Chapter 3, and the S-Team, and the Block. Ok, first play, Bobby, Playtime, Chapter 3, In the S-Team nào. Ok, bắt đầu sẽ vào game. Và mình sẽ tiêu diệt con Nát Nát nữa các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ đi lấy cái năng lượng này. Sau đó sẽ nhét vào trong đây. Sau đó sẽ nhét thêm năng lượng vào trong kia. Ok, cắt nát cam mình nhiều. Chuẩn bị tiêu diệt con cắt nát nữa các bạn nha. Đầu tiên mình sẽ chơi răng kè trước cho các bạn xem nha. Cắt nát đang xuất hiện. Đèn chắc nó chạy sang đây rồi. Vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Nó đang đi hai cánh cửa bên đây nữa các bạn nha. Ồ, nó đâu rồi? Nó vẫn chưa... À đây rồi. Ok, sau đó mình sẽ chèn năng lượng vào đây. Thổi khói. Xịt cho nó không xuất hiện. Ok, bên kia hết một năng lượng rồi. Ở trên mình sẽ dăm ke trước cho các bạn nha. Ok, nó lại xuất hiện đây tiếp. Đầu tiên mình sẽ dăm ke nhá. Mình sẽ chơi một hai lần một dăm ke. Ok, nó chạy đâu rồi? Ồ, nó chạy đây rồi. Mình sẽ chuẩn bị lên như kia. Xong đổi lại tay nhá. Hơi bị giật một chút. Ok, đã đẩy được nó đi rồi. Hết năng lượng. Mình sẽ lấy năng lượng ở bên đây đi. Ok, nó xuất hiện trên đây này. Ok, nó đập cửa kìa. Sẽ kéo cửa xuống. Tiếp tục nó đang đi qua cánh cửa bên kia này. Mình đã bắn chết con Nát Nát. Có bàn tay xuống chụp con. Ô, nó đứng dậy bị bàn tay kia chọc này. Ok, tiêu diệt xong con Cam Nát này.
bắt đầu mình sẽ lấy cái năng lượng nhá, sẽ đi sang cửa khác. À, lên trên này. Okay, bắt đầu. Vậy là mình đã win xong, sang boss final phần cuối. Xuống đến map cuối đây nè. Okay, bắt đầu sang bên kia này. Mình sẽ nhét cái năng lượng vào trong này nhé. Xong bấm nút này nhé. Và nó xem sang cho bấm vào nút bên này. Một lát nữa cánh cửa bên kia sẽ mở này. Ok, máy này nó vẫn đang chạy. Cửa bên này mở. Bên đây sẽ còn một cái năng lượng, mình sẽ lấy nốt nhé. Ô, cửa bên đâu mở nè. À đây. Sau này sẽ gặp con Poppy. Good, you're here. Bên đây có cục năng lượng này. Mình để nhét vào trong kia này. Mình xem nhét vào cái cửa bên đây nhá. Ồ, không lấy được con băng kìa. Mình sẽ quay lại gặp Poppy bên kia nè. À, chờ lúc này. Lát nữa sẽ gặp con Kitsy Missy nữa nè. Poppy ở trên kia nè. Poppy vẫn chưa xuống à? Rồi, con Poppy này nói chuyện sau nhé cậu nhé. What's going on? Why is this happening?
are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they bagged those corpses down below where they'd never found. And they ate the bodies. Oh, this is what it is. For everything. Nó sẽ thả con CBC xuống đây. À, thả con Bobby xuống đây. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Cho nó sẽ gạt cái cần kia ra, sau đó sẽ đẩy mình xuống dưới nè. All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. Okay. Kể hoàn thành. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi một phiên bản Gotham Ultimate S nào. Cho tu lát game. Lát đinh game. Meeting the bắt đầu vào game nè. Ồ, sẽ gặp con The 91. Ok. Mình dám kè thế, bây giờ mình sẽ chơi lại nè. Try game nào. The 91 xuất hiện. Ok, mình sẽ xuống thoát của nó. Chạy sang đây nè. Đập nó đi. Nó vẫn đang đuổi kìa. Ok, xả map bên kia. Sớt đà đà đù. Sớt đà đà đù xuất hiện. Bắt đầu vào gặp sớt đà đà đù. Mẹ nó dám kém mất rồi. Sai game. Bắt đầu chơi lại nè. Mình phải trốn thoát của con sắt Aradu này nè. May quá, con đĩa bay nó đập. Chạy vòng sang đây nè. Bên đây có một con đây nè. Sẽ là đủ số điện rồi. Sớt đã đủ no jumping. Ok, nó nhảy xuống rồi.
phá vỡ các tượng này nè, là mình sẽ ghi đứng ở giữa này. Alo ạ, 139 đồng ngũ ạ. Ờ, phố mới đây đúng ạ. Chị sắp qua chưa? Mình phải cho nó phá tượng nha mọi người. Vâng, khi nào qua em ở nhà mà. Ok, mình vừa có nó côn lình. Bắt đầu mình sẽ cho nó phá vỡ hết các con tượng này đi nha. Mình sẽ lắp pho tượng cho nó, đập vỡ pho tượng. Tiếp theo cho tượng này tiếp này. À, đầu tiên nó phải nhảy xuống dưới trước này. Ok, còn một tượng nữa này. Ok. Ô, nó bị đờ. À đâu, đèn men xuất hiện. Đèn men sẽ tiêu diệt nó này. Tiêu diệt nó. Lâu thế. À, tranh thủ lúc đấy mình sẽ chạy đi à. Kẹt xem phải cửa này không nhé. Oh, à sao đến đây là map win à. Tiếp theo mình di chuyển Bupi Playtime Chapter 3 Roblox. Ok, play nào. Mình chọn mini game. Ô, quên mất, chọn lại nào. Try game nào. Bắt đầu vào game. À, đây có bàn tay. Mình sẽ tìm cái chìa khóa trong đây sao.
Ok, cuối cùng nó thoát được ra. Đây rồi. Hãy lấy cái búa. Ấy. Cho nó quay trở lại ra ngoài nhá. Cái cánh cửa này ra. Can nạp xuất hiện. Can nạp xuất hiện. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang các tự động bên for nào. Các tự động bên for meeting giờ. Rất kìa. Ok, meeting the second one. Let's go. Bắt đầu vào game nào. Để có thể diệt nó trong phía tích cổ dương này nhé. Tiêu diệt xong con sai cùng ăn này. Xong đấy gạt từ nội men men 7 nào. Let's go. Ok, sau tôi loát game. Loading game. Mm-hmm.
control you drop. Come closer and pick it up. What else? Look like around battery. Here and see if there are any batteries. Just one more battery and you'll be able to control me. Take a walk around the room and see if you find one. Tiếp. Sẽ sưu tập cái chân con tím trước nè. Nó đi theo vòng tròn này. Tiếp tục sẽ vào sang kia. Nó sang đây. Mảnh ghép các con cái vật này lại nha. Ok, sau đó sẽ cho vào trong cái hộp này. Sẽ tiếp tục tới con vàng. Thằng này nè, let's go. Mình không đi gần con kia sẽ bị nó bắt đấy. Bây giờ lấy cái chân mình này. Ok, còn một con quái vật cuối cùng. Trên này các trụ con quái vật này. Ok, còn cái tay này. Tiếp theo cái chân mình này. Nó vòng ra kia. Sách gửi kia, sách gửi kia nó sẽ đưa cái thẻ cho mình. Đây, lấy thẻ nào. This card will help you activate the purple card reader. Ok, đi theo nó. Đây là phiên bản fanmade đó. Bắt đầu lên nào. Còn cái vật cuối cùng xuất hiện. Ok, đã lát à. Đây rồi, nó định dòng kẹt. Còn cái vật cuối cùng kia nó sẽ tiêu diệt con sai của con ăn này, nó nuốt chửng luôn. Please run up the staircase to escape from it. Mình sẽ chạy. Please run up the staircase to escape from it. Please run up the staircase to escape from it. Ô bị đơ. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang Garten of Man Six nào.
bắt đầu ra từ Man Man 6. Bắt game. Wait, stay in the middle where it can't reach you. Monster, open up here, I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can go. You're surrounded by an electricity trap. Yeah, bad man. Try again. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap, but they need a lot of power. Big batteries scattered in the corners. Vẫn bị chặn lại. Mình bắt đầu chơi lại nào. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. They need a lot of power. Big batteries scattered in the corner. Have something do as much noise as possible, and then make her run for it while it is distracted. Bird up. Bắt đầu mình chạy sang này. Ok. Một cây nhanh tính lên nè. Đó, chuyển sang này. Ok. Bắt đầu rẽ sang này nè. Cái bình thùng phi này ra nữa. Sẽ lửa nó đánh vào thùng phi. Chạy vào trên kia kìa. Nó chạy ra này. Tiếp tục sang kia lấy cái thùng phi tiếp đấy. Tiêu diệt xong con Manta Overlord này nhá bạn nhé. Nó mình tiêu diệt. If we get through this, we should hire you as a safety trainer. Bên bên kia nào nói chuyện. I don't know how long we'll be safe for, so let's get out of here. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door.
đi ra cánh cửa bên kia mở nhé. Bật các nút trong cái trụ này lên. Men trên đây sẽ ra. À đâu, vẫn còn Olabert, baby Olabert. Nó chạy. Quay lại gặp Men nữa. That is not something I want to experience again. I'll look for the switch where I am, and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Mất hai tay. Nothing bad will happen. I promise. See? I told you nothing bad would happen. Okay, lên trên kia nào. Đoạn này tôi om luôn. Xong kê này đây rồi. Đây là cái thẻ màu vàng. Ok, được. Bắt đầu mình sẽ nhảy nhá. Ok. Bắt đầu qua đây, ra từ Man file nào. Let's go. Lấy các từ Man file. Lấy nào. Map in the Man file. Nó bị đổ vỡ hay nè. Bấm được nút kia. Và mình sau đây lấy cái thẻ nè. Và lát nữa sẽ gặp con Benito. Ok, qua kia lấy thẻ màu hồng. Đèn pin hết điện rồi. Bây giờ sẽ ra kia gặp Benito răm kè cho các bạn xem nè. Kè nó đang ngó mặt kìa. Rồi, sẽ đi xuống dưới nè.
got to know my sick in the mic a lot. Okay, lớn map nào. Copy word. Let's go. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Listen up, criminal. Okay, that on. Whole act of being unconscious won't work. So you thought the owner. À, lên trên đây luôn. Mình sẽ bỏ qua phần này và mình gọi cái leader luôn nhé. Welcome to the kingdom. Lấy thêm lever. Tiếp tục vào trong này nào, lên. Ô, để ra ngoài rồi. Ok, map này hết rồi. Mà bè mèn xích khác nhá. Oh, nó lại quay lại này.
don't even work here. Chạy mau. What on earth are you doing this? Chúng ta còn nói nhá. Đây, không gọi được mày sẽ phá vỡ đi. Xuống dưới lấy. Thì sống nữa rồi. Ok, mở cửa. I'm sorry, but you gotta understand.
that hard. I do affirm. Look, I'm sorry to hit you, but you gotta understand. Một thêm nhân vật mới. I too am working towards saving you, if you can believe it. Tiếp tục di chuyển qua bên đây nào. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Qua cái phần đầu. I didn't eat that hard. That whole act. Sao này là sao mới. Welcome to the kingdom. Welcome to kingdom. Map này khá là phép mình chơi lần nào. Mình sẽ khám phá nó nữa nào. Kia này. Map này hơi giống gà tìm Man 4. I can't wait anymore. Tôi giống thanks for watching, please subscribe my channel. Goodbye again. Vậy mình chưa hoàn thành tất cả các trò nha. Goodbye again.